Nhưng mà từ lúc chồng em bỏ em thì nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng, em đã từng tự tử luôn. Em đã từng tự tử luôn. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng. Sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó chứ. Ít nói thôi nhưng mà làm nhiều. Với lại không thích người quá coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái rào thôi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ em tên xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phú, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em làm bên mảng kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính. Phú quê ở đâu? Dạ em quê Bình Dương ạ. Mình ở nhà Bình Dương với ai? Dạ hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại một người dì Úc. Đó, mời nhà gái. Mình giới thiệu đi cơ. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Em tên là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Vậy hả, em làm gì vậy? Em làm giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Vậy đó hả? Làm ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh ơi. Nana hả? Dạ. Nhưng mà Nana ơi, Nana tên thật là gì vậy? Nana tên thật là Trịnh Thị Hiếu. Na 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 na
Em nói một chút xíu về ưu điểm và cái nhược điểm của mình đi. Trước tiên thì về nhược điểm trước ha. Thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút. Có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó. Thì em biết được cái điểm mình nên em đang cố là hạn chế bớt điều đó rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì em là một cô gái có thể là khá là tự tin, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, với lại biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Nói về điểm mạnh thì em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc, nội trợ hoặc là công việc nhà thì vẫn làm rất là ok. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng. Sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó có không xung đột hay. Là phải im lặng ha, nhẹ nhàng giải quyết sao ha. Nhìn em ha, vừa đẹp nè, đúng không? Giỏi nè. Lý do gì em lại có mặt ở đây? Mà người hay nói với em là hồng nhan bạc phận á chị. Cái con đường tình duyên đó em nó hơi lận đận chút xíu. Em mình nói luôn coi nè. Dạ. Là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình, cho nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó, dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó. Cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. Nó đã kết thúc ở đây 3 năm rồi. Em có em bé chưa? Em có một bé trai 5 tuổi. Là ở với em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc chồng em bỏ em thì nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng. Em đã từng tự tử luôn. Trời ơi, trời ơi, vậy, ghê vậy. Em lấy chồng em còn khá là có điều kiện, cuộc sống đang rất là tốt. Sau đó nó rơi xuống vực thẳm, kinh tế đi xuống á. Cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn. Con em lại khó nuôi nữa. Cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều. Bây giờ cuộc sống nó thoải mái lại chưa em? Hiện tại bây giờ rất là tốt anh. Hãy nghĩ đến điều tích cực, đừng có bi quan nữa nha em gái. Chào em. Khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên Rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào? Em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy, khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng, coi trọng hơn cả tính mạng của mình thì rất là ok. Rồi còn em thì sao? Cái đường tình duyên của em? Em thì cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng tháng 9 này nữa là 6 tuổi. Cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi. Lúc đó hai đứa còn trẻ quá thì cũng mới ra trường đi làm, xong rồi về thì có con rồi, lúc đó mình cũng chưa vượt qua được. Gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi. Em chỉ cần một cái người là
đủ tinh tế một tí, đủ cảm thông. Tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Thì cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là ô, người đàn ông của mình không phải như vậy, nhưng mà do một cái số tác động nào đó hoặc là cái trường hợp đó, ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Thế còn về ngoại hình thì sao? Ưa nhìn thôi, một thì cao tí, hai thì thấp luôn. Cao tí là nhiêu? Tức là khoảng từ 1m62, 1m63 gì đó. Còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được. Mình cao mét nhiêu vậy? Nếu như mang guốc 1m65, mang guốc 7 phân á. Vậy. Rồi nè, đó nè. Trời ơi, xinh vậy. Thì đó. Chào anh. Nhà trai nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha. Bây giờ em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào không gái? Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp. Nhưng mà trước tiên là phải cao. Rào. Với lại phải có tướng chút xíu, cỡ như anh Huyền Linh á. Không thích ốm nha. Thích mập mập chút ha. Mập chút thấy dựa dẫm được. À. Đàn trai cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 71 thôi. 71. Ngon, ngon lành, ngon lành. Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi nhưng mà làm nhiều. Và lại không thích một người quá coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cái chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt. Nó mất thời gian quá. Có yêu cầu gì về hàm răng không? Răng á, răng em tài trợ được. Được. Rồi, bây giờ thì em đi với ai vậy? Em đi với chị dâu và bé trợ lý của em. À. Con xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu. Và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được. Hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ thấy xứng ạ. Thấy xứng ha. Dạ dạ. À, trợ lý sao trợ lý? Dạ con xin chào cô chú ạ. Con thấy anh bên này cũng đẹp trai, thấy cũng hợp với chị ạ. Cao không? Dạ cao, đúng mập tiêu không? Chuẩn của chị ạ. Cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ. Rồi. Rồi bên nhà trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ ạ. Dạ em chào anh Hoàng Linh, chào chị Hồng Vân, chào hết khán giả. Thấy cũng đẹp, gái cũng dễ thương. Hai đứa cũng được. Có làm dâu gì không? Không có đòi hỏi dâu gì hết, mẹ chồng dễ lắm. Mẹ do mẹ hiền quá ha. Dạ. Yeah. Mẹ chồng tương lai hiền đó. Bây giờ là hai người gặp mặt nha. Dạ. Yeah. Nào, mở rào. Nào bắt đầu đi Phú. Thì anh cũng có một món quà nhỏ kỷ niệm để tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em còn có chút quà em gửi anh. Anh cây này có tên là cây lưỡi hổ, thì nó có về ý nghĩa tâm linh, thì nó còn có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh. Cái tên của nó em rất là thích, thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông. Rồi Hiếu mở quà của ảnh ra coi. Con gấu rất là dễ thương. Rồi em cảm ơn anh. Em tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để, một là ở chỗ phòng ngủ, hai là nơi làm việc, thì cứ nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh, có một cái nụ cười rất là đẹp. Dạ. Yeah. Còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu, tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em. Em phải nghĩ anh to hơn chút xíu. Tức là cũng vừa mới ốm đây đó. Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? Yeah. Anh gặp em rồi á thì anh cảm giác như thế nào? Qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi. Nói chung là cũng khá là khó tìm. Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh á, thì mối quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? Mình cũng hiện đại, mình ly hôn rồi nhưng mà ý là mình còn một cái ràng buộc, tức là con cái. Thì mình vẫn lâu lâu thì mình vẫn chở con qua cứ con đi chơi. Tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi. Thì bây giờ ai cũng có con. Thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của người vợ mới của mình, thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con, muốn yêu thương
con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ. Dạ. Phải cho đi thì mình mới nhận lại được. À. Với lại tương lai em, nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái. Em rất thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Dạ, giống như anh Quyền Linh đó. Đúng rồi. So với bạn thì thật sự là em chưa thành công được. Em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp thì em cũng có tiêu chí, thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình. Sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng. Em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á, thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi. Và em cũng mới khai trương được cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng à. Thì anh có thể hỗ trợ em được mà, nói đi. Em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh. Với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Nhà anh có mấy anh chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa, lấy chồng và ở gần đây luôn. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra, em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mét mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa. Em rất là thích điều đó. Bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước luôn rồi đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ. Ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Thì đó, hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Em trai, em phú bước tới, hãy nắm tay bạn Nana. Em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy. Tại vì em hồi hộp quá, đổ mồ hôi quá. Kệ nó. Nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa. Hãy nắm tay bạn gái. Rồi cho anh xin phép được nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau. Thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng. Có nhiều cái cũng rất là hay. Yeah. Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vào mắt em. Thì là có dấu hiệu đang rối loạn nhịp tim. Đang rối loạn tiền đình. Rối loạn nhịp tim. Anh không dám nhìn em. Rối loạn tiền đình là mệt lắm á. Anh cầm tay em mà anh rung không mà. Phú mạnh dạn lên nhìn thẳng vào mắt của Nana rồi hát một câu gì đó. Anh thì cũng rất là thích nhạc rap. Em thích rap. Bài rap này cũng hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này. Em, lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt. Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dặt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha. Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe. Hay quá à. Bài hát rất là ý nghĩa luôn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn. Tim rung động sao là mình bấm vậy nghe. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Để xin phép nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Còn Hiếu nói gì với mẹ của Phú đi. Dạ con chào cô, chào hai anh. Thì lần đầu tiên con gặp cô, cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là cô rất là hiền, rất là phúc hậu. Và nhìn cô cũng hơi xì tinh. Thì đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy. Nếu như con và anh Phú có cơ duyên đến với nhau, con hy vọng là anh Phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ. Và con sẽ được có được một người mẹ chồng, một người chồng đúng như con mong ước. Hay quá. Hôn đầu tiên. Bắt đầu đi Phú. Sao những lúc như thế này em hồi hộp. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em cảm ơn anh chị. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên. Họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thưa quý vị. Tôi với ông hôm nay là phong thủy tốt nè. Bây giờ coi cái cặp thứ hai coi làm sao nha. À, bây giờ ta sẽ đánh cặp đôi thứ hai. Phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Quyết liệt lên xíu nữa. Tôi tức cái anh này ghê. Anh nói càng ngày càng nhỏ. Tôi không nghe. Tôi phải đi qua tôi coi tướng tá ra sao. Đẹp trai. Xíu à. Ngon lành trời ơi.
Chào em. Mình nói chuyện mạnh mẽ lên. Dạ vâng. Nhìn nhau giỡn hoài, xin lỗi, bên đây đẹp lắm à. À rồi, tôi qua. À, mời. Bên đây là cũng gọi là hot boy đó. Trời ơi. Khi trẻ, 24 tuổi rất là trẻ. Trời ơi. Dạ, đó, cái miền Tây dễ thương hết sức luôn vậy đó. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả mọi người trong trường quay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Đỗ Quốc Huy, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay thì em 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là chuyên viên kỹ thuật của một mảng dự án. Công việc chính của em là giống như là dạng như kiểu là chuyển giao công nghệ, là mình tiếp nhận những cái công nghệ mà từ ban dự án làm ra tiếp nhận các công nghệ, chuyển giao cái công nghệ lên cho chi nhánh và chi nhánh sẽ thực hiện bán hàng. Mời nhà gái. Dạ chào chị Ngọc Lan. Con chào chú Quyền Linh. Xin chào con. Con tên là Thế Hệ Cẩm Thu, năm nay con 24 tuổi. Con đến từ An Giang và đang làm việc ở An Giang. Bây giờ mình nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Về điểm mạnh của em thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của em thì nói nhỏ quá. Khuyết điểm của em chắc là khi mà đang tập trung làm việc mà có ai làm phiền á thì hay bị cáu. Cáu gây giận đúng không? Sao giống Nguyễn Linh đóng cái phim Đồng Tiền Xương Máu vậy? Ai mà đang làm việc mà ai lại tới quậy quậy tôi quạo rồi tôi la liền à. Dạ. Tính gì mà hay cọc vậy? Hơi cọc á. Tôi đang làm việc tập trung mà cứ tới quậy 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 hoài. Tới nghe bên đây nè, ưu điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, lại thích học hỏi. Nhưng mà ai có bé gì nếu mà đúng thì em sẽ nghe theo. Còn nếu mà sai thì em sẽ ý kiến lại. Mà mình biết lúc nào mình đúng, lúc nào mình sai không? Dạ, nếu mà trong trường hợp đó mình đúng mình sẽ biết được gì. Ví dụ nhận biết rồi mình làm cái hành động là đúng hay không. Nói chung là rõ ràng. Dạ, đặc khuyết điểm là em cũng hay nóng tính với lại cũng hay cọc lắm. Hai thánh cọc gặp nhau rồi. Không, mình đây chỉ cọc lúc làm việc thôi. Em trai có mấy mối tình rồi? Em trải qua nó mà sâu đậm chắc là khoảng 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì quen bạn ấy được khoảng gần 4 năm. Nhưng mà tại sao lại chia tay? Một phần liên quan đến cái tính cách. Hai đứa không hợp nhau nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà bình thường thì có thể gặp nhau để giải quyết được. Nhưng mà cái khoảng thời gian này khoảng của năm ngoái thì đúng một cái đợt mà giãn cách của Sài Gòn đó, hai người không thể gặp nhau được. Dần dần thì càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Hôm nay tôi làm chương trình này tôi thấy trong đợt giãn cách họ tìm cách họ xa nhau nhiều quá ta. Huy phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Quyết liệt lên xíu nữa. Tôi tức cái anh này ghê, anh nói càng ngày càng nhỏ tôi không nghe. Để tôi phải đi qua tôi coi tướng tá ra sao. Đẹp trai, xíu à. Ngon lành trời ơi. Chào em. Mình nói chuyện mạnh mẽ lên. Dạ vâng. Từ bây giờ mạnh mẽ lên nha. Dạ. Mình nghe tình trường của nhà gái nè. Mình mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình. Cũng chia tay cách đây khoảng 2-3 năm. Là do bạn nam nóng tính lại không có hợp với em. Không có hiểu em, không có chia sẻ với em được. Vậy thì cái mong muốn của em có một cái người bạn trai như thế nào? Yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cái gia đình nhỏ của mình. Nếu mà ra đường thì sao cũng được. Nếu mình về nhà thì phải biết quan tâm lo lắng vợ con. Nói chung là không hút thuốc, không rượu chè, lại không được chửi thề. Em thì đặc biệt không có thích con trai mà có hình xăm. Tại tính tình thì trưởng thành, có quyết đoán, độc lập một xíu. Mà có hình xăm không? Dạ không. Bên đây đáp ứng cũng hơi nhiều rồi đó, nhưng mà có cái hơi cọc tính trong lúc làm việc thôi. Vậy thôi đừng đem có việc về nhà đó. Ở nhà đâu có làm việc đâu đúng không em trai? Dạ đúng rồi, thường thì công việc của em là sẽ làm việc ở trên cơ quan. Nhẹ nhàng gì cọc gì nói. Nói chuyện cũng nên hơi nữa mà cọc nó lớn rồi. Rồi bây giờ nói cho bà mối bà nó biết mình muốn có người yêu tiêu chuẩn như thế nào. Ừ. Tính cách thì biết quan tâm, chia sẻ công việc thì có lẽ là cũng cần cái ổn định để cả hai cùng chia sẻ cái công việc cuộc sống sau này. Nhưng mà bạn kia ở An Giang kìa. Ừ, hơi xa đó. Hiện tại thì em đang làm việc ở Hồ Chí Minh, nhưng mà đang trong quá trình là chuyển giao và chuẩn bị luân chuyển về hẳn về Lâm Đồng để làm. Cũng nghe là khá xa, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà đã yêu thương thì nó cũng không là vấn đề. Thì mình cũng cố gắng được. Em có quyết liệt không?
quyết liệt hay không là nhìn nhau mới quyết liệt. À, quên. Nhìn nhau mà không hợp thấy xấu quắc hay gì thì nó không quyết liệt liền. Nhìn nhau giỡn mà hoài, xin lỗi, bên đây đẹp lắm à. À rồi, đi tôi qua. À, mời. Bên đây là cũng gọi là hot boy đó. Trời ơi. Khi trẻ, 24 tuổi rất là trẻ. Trời ơi. Cái miền Tây dễ thương hết sức luôn vậy đó. Trẻ măng mà dễ thương nữa. Ở dưới quê làm gì quên rồi. Dạ con thì đang làm nhân viên sale bên công ty Thế Giới Di Động. Dễ thương lắm, dễ thương mà nói chuyện dễ thương lắm. Nói chung nhân viên Thế Giới Di Động nói chuyện dễ thương lắm. Trời ơi, gái quê mà sao mà đẹp quá trời. Tóc tai màu sắc dữ vậy không. Trời ơi, cái màu người ta vậy nhã nhặn vậy thôi chứ trời. Cháy quá, nó cháy nắng quá đó. Thấy không? Nếu mà lấy chồng phải theo chồng. Nó nghe là Quy Lâm Đồng là ở Đà Lạt ở đâu đó. Dạ ở gần Bảo Lộc ạ. Ờ, nhà em là ở Di Linh. Di Linh cực đẹp là nhà Di Linh nhà cũng có Thế Giới Di Động. Dạ đâu cũng có. Quá đẹp luôn, Di Linh giờ đất đang lên ào ào. Lên đất lên lắm, thiệt. Về đó làm sale bất động sản luôn. Ủa nhà mặt tiền không Quy? Có thể mở cửa hàng điện thoại được không Quy? Dạ không, mặt nhà con thì cũng có mặt tiền nhưng mà mặt tiền ở trong hẻm. Trời, hẻm bán cho hẻm thôi. Hài hước ghê vậy, dạ nhà mặt tiền trong hẻm. Mà anh biết đâu hai bạn này là muốn lập nghiệp Sài Gòn sao? Có thể. Chút nữa hỏi tới thì biết. Có thể, có thể. Dạ. Đi dài Huy. Dạ, hôm nay đi cùng ba và chị hai ạ. Xin chào hai em chị xinh đẹp. Dễ thương và duyên dáng mát tay. Chào cháu gái. Cách đây khoảng 4 năm là tại xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng. Chắc chắn là chú sẽ nhớ. Làm chương trình vượt lên chính mình. Chính xác. Hay. Dạ. Cháu gái thì theo tôi nhận biết ấy, thì cháu cũng dễ thương và hiền hậu. Còn lại là cái quyết định hay không là ở do hai con. Tôi xin hết. Dạ. Cảm ơn chú. Chị hai. Góp ý con coi chị hai. Con xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Thứ nhất là con cũng muốn chia sẻ là con cũng là con dâu của người miền Tây. Ông xã con ở Vĩnh Long. Trời ơi. Dạ. Được. Nhưng mà con lại không có về Vĩnh Long để làm dâu mà ông xã con lại về sinh sống tại Di Linh. Con cũng nhận xét về bạn nữ thì bạn cũng rất là dễ thương. Nhưng mà có nên duyên hay không thì đó là do hai em quyết định chứ chị cũng không có góp ý. Nhưng mà mong muốn thì cũng là mong là hai em cho nhau cơ hội. À, dạ. Cảm ơn chú ơi, ở Di Linh mình có trồng gì không chú? Dạ nhà con trồng bơ, sầu riêng và cà phê ạ. Trời ơi, mới hồi nãy mới nói thèm bơ quá. Mùa bơ cũng sắp tới đó chị Ngọc Lan ơi. Ở Di Linh giờ rất lên nha. Đi với ai? Dạ con đi với mẹ của con. Em chứ hết, em xin chào anh Nguyễn Linh với Ngọc Lan. Dạ. Chào bên nhà trai. Thì nhận xét bé trai bên trai bên này thì hai đứa thì nói đứa nào cũng nóng tính hết á. Dạ hai đứa cho em mở rào cho hai đứa nó quyết định đi. Gấp quá trời gấp, mở rào đi. Nhưng mà giờ gã nó về Di Linh được không? Nói chung em thì nhà em thì cũng con cũng không có đông. Mấy đứa? Hai đứa à. Này lớn hay nhỏ? Lớn. Còn đứa nhỏ là trai hay gái? Dạ gái. Thôi gã đứa đi, còn đứa giữ lại miền Tây. Được không? Để cho bé quyết định đi. Em thì nói chung em ít con. Em cũng muốn con em gần gũi thôi chứ không có muốn xa. Di Linh gần rồi, mua đất ở chợ nở luôn cũng được. Chỗ mát. Dạ. Thôi để hai đứa nhỏ nó quyết đi. Mở rào. Mạnh mẽ lên Huy, nó lớn lên. Món quà tặng em, chai nước hoa, bằng này em sẽ thích. Dạ, em cũng muốn có món quà tặng anh, mong anh sẽ thích nó. À, cảm ơn em. Mở có gì đó? Cái ví ạ. Bóp hả? Dạ. Thì chúc chị hai với ba bỏ vô đó mới. Thấy anh ngoài sao, thấy em ở ngoài sao rồi? Anh thấy em ở ngoài rất là dễ thương. Cái gu anh mặc cũng khá là ổn. Có một cái cách nói chuyện là cũng khá là dễ thương. Em thấy thì anh nói chung cũng được. Về dáng dấp thì cũng chưa cao như ý em muốn. Vẻ bề ngoài thì cũng được, không đến nỗi nào. Nhưng mà quan trọng là do tính cách có hợp nhau không. Anh có tính gia trưởng không? Không. Theo em biết thì người Bắc thì cũng gia trưởng hơi nhiều. Chỉ có miền Tây thì dễ tính thôi. Không tính là anh là người miền Tây chứ. Thực ra là anh sinh ở Cà Mau. Sau khi mà sinh thời gian rồi á, thì bắt đầu chuyển lên Đồng ở. Và ba mẹ thì cũng sống ở Cà Mau khá là lâu. Nhưng là cũng gần như là cũng có một chút xíu là người miền Tây luôn.
Ba mẹ anh là gốc Cà Mau hay sao anh? Ba mẹ anh là gốc ở ngoài Bắc, Nam Định. Sau đó thì vào trong Cà Mau làm kinh tế mới. Và hiện tại thì vẫn còn các chú và bác, nhà nội hiện tại vẫn đang ở dưới đó. Quan trọng là hai đứa có thấy phù hợp với nhau tại đây hay không thôi. Bây giờ hai đứa sẽ tiến tới nắm tay nhau. Mình có thể nói với nhau một vài câu gì đó bằng cả cái suy nghĩ của mình, cả trái tim của mình. Rồi sau đó chúng ta có thể gì đó. Thí dụ, nào hai đứa nắm tay nhau đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào Huy. Đó, nãy giờ Huy nói chuyện với em gái Huy thấy thế nào? Nói thật với lòng mình đi Huy. Nói chung là anh gặp em thì anh thấy cũng em khá là dễ thương. Chung là nếu được thì chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Còn những cái chuyện kia thì có thể là sau này nếu mà có cơ hội đi cùng nhau thì chúng ta cùng nhau bàn bạc và tiến tới. Dạ, nếu mà thấy phù hợp thì mình cứ cho nhau cơ hội. Nếu mà đủ duyên thì sẽ tới được với nhau thôi. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Chị Lan có cái nhận xét là hai bạn rất là đẹp đôi nè, rồi về tính cách cũng tương đồng với nhau, cọc giống nhau nè, đẹp trai đẹp gái, hợp lý, trẻ như nhau. Sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái cũng không bấm à? Sao vậy bé? Dạ thầy, con thấy tim chưa đập. Chị Lan thấy hơi tiếc á, rất là tiếc luôn á. Nhưng mà thôi, cái gì cũng có lý do của nó. Hãy giữ lấy cái bóp này, xui lắm. Tặng bóp lại. Tặng bóp mà không có tiền trong đây là tôi nghi rồi. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công. Cảm ơn các bạn. Cuộc sống đôi khi nó không như mình mong muốn quý vị. Gặp nhau rồi các bạn yêu nhau sau đó thì sao? Xin thông báo với chương trình, với khán giả, rất nhiều cặp đôi không bóng nhưng sau đó họ lại lấy nhau, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, chúng cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Đó, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trên quay, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ. Em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, chào bạn nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào á, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số ạ. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc á. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm bữa bát đĩa lắm, nên là bây giờ gia đình cái đồ dùng trong gia đình của em á là toàn là đồ nhựa thôi. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À, rồi tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em hả? Lạ vậy ta. Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. Nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Hay rồi nha. Hay rồi. Hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Dạ. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, bên đây có đàn sẵn luôn rồi. Em xin phép tặng bạn gái bài.
Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm chưa? À, bù qua bên đây. Được, được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Dạ. Đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn, thì tốt. Tốt vậy rồi. Bạn bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Rồi, khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em nói nhanh nghe chưa? Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là... Dạ bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe được không bạn? Ờ, cũng tạm được. Tạm được. Tạm được. Rồi, bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua 3 mối tình rồi. Trời, mối nhanh gì mà 3 mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Mối tình học cấp 3, còn 2 mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu 2 người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi. Nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái 2 cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy. Bạn này nghỉ thì bạn sau mới vô. À, tao không dễ sợ. Người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em có xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á, nên không để níu kéo tình yêu đó, nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên đi. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ. Bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam, nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á, nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè. Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ, trên 1m68 chưa? Ờ, bạn mập mập một chút ạ, là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ, tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. À. Cậu đâu, cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai ta. À, là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Mày cũng giống giống mà nha. Còn tiêu chí gì nữa không? Ờ, em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính lên lời. Chúc mượn dùm cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá. Khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi. Em không có khó tính. Được mọi người đánh giá dễ tính nhé. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90 ký được không? Tôi vừa vặn được rồi anh, ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi, để tôi qua bên kia coi. Thôi tôi qua trước, tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá, anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được, hoặc phố đâu phù hợp thì sống rồi. À, mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Dạ, ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Anh chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe ảnh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào? Em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dễ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen đâu, có dễ nữa. Dạ. Anh thấy... hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Được ha. Việc không?
Duyệt. Duyệt. Bây giờ rồi, cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Mình dạ. Cậu đi với ai nữa? Ờ, hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà là ông bà nội hay ngoại em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại, bà ngoại trước đi. Con chào. Dạ, chào ông. Chào ông ngoại, bà ngoại. Trời, ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn các cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung. Nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi. Cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười không là ngoại. Hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào chị cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ thương. Cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi, em trai đi với em trai. Dạ, em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty ạ. À. Dạ. Dạ, chào cô. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ, chào cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương. Hiền, thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Đó. Ô, cảm ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. À, cảm ơn. À, cảm ơn. Tặng anh. Anh biết cây này cây gì không Ngọ? Như giống ngọc ngân thì phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Cây này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi này ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi. Tên ngọ. Ngọ với ngựa được á. Dạ. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ, trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Oh. À, cảm ơn em. Dạ. Thì anh có món quà tặng em là món quà anh tự làm. Dạ. Cảm ơn. Ủa? Anh ạ, rất là đẹp. Quà đó em làm đó hả? Dạ dạ. Em làm sao ra hay vậy? Thì em gấp, học cái mạng gấp. Có tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cũng trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Dạ. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. À. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. À. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. À. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy? Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, gì mới là phù hợp rồi. Nhanh vậy, cặp làm như đó giờ là nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Mà có duyên đó anh. Rồi hẹn hò sao? Thôi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim em. Dạ có. Thì chiều tối xem phim ha. Dạ đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới rủ xem phim dạ liền đấy. Em kẹt rồi vài bữa đi. Nghe không? Em hỏi là dự định tương lai nè. Ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào hỏi để có ảnh sao hiểu không? Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Em về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho nó giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha.
em mong muốn điều gì, nói một câu nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình cặp đó. Này là nói sao mà để chốt hạ luôn đó. Mình hẹn hò nha. Không, phải nói sao anh cảm thấy như thế nào. Gặp em lần đầu anh thấy làm sao? Cảm thấy đầu thích rồi. Nói với cổ quá. Thôi mệt của nó thích quá rồi, bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm á, chứ không có nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1. Bấm thấy không? Thấy không? Tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời nó tự ra luôn rồi. Rồi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ đứa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi, thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mà xin phép em ơi. Không, không má đàng hoàng. Hung mà làm gian ớt gì đó. Rồi nắm tay. Trời ơi, nắm chặt vô. Nè, đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch, em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? À, em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? À, cái lý do này em cũng không biết luôn. Cô này quá bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. À, không em. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, sắp dẻo luôn nha. Dạ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả các vị khán giả. Em tên Lưu Ngọc Triều. Tên gì? Em tên Lưu Ngọc Triều. Lưu Ngọc Triều. Dạ, em đến từ Bình Thuận, hiện em đang làm giám sát an toàn ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giám sát an toàn. Dạ. An toàn gì? Có là gì? Dạ, về chịu trách nhiệm về an toàn cho công nhân trên công trường. À, trên công trường, tất cả công trường xây dựng này kia ha. Dạ. Rồi. Triều nay nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi ạ. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em xin chào anh Nam bên cạnh. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cùng toàn thể các khán giả đang xem đài. Em tên là Bùi Thị Hạnh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Đắk Nông ạ. Đắk Nông. Vâng ạ. Vậy là chúng ta cùng làm việc ở một quận Thủ Đức. Dạ. Cụ thể công việc của em là em làm gì? Dạ, hiện tại thì mới đây nhất thì em có làm quản lý spa. Nhưng mà do công việc em có kinh doanh thêm. Em kinh doanh gì? Em kinh doanh online tại nhà. Nên bây giờ em tập trung kinh doanh online ạ. Em bán cái gì? Dạ, em bán thực phẩm chức năng ạ. Và nhiều cái khác nữa ạ. Rồi. Chúc mua may bán đắt ha. Dạ, em cảm ơn. Kinh doanh online hiện giờ đang phát triển dữ lắm. Dạ, vâng chị Tường cũng đang cố gắng. Em cố gắng nha. Dạ, em rồi. Cảm ơn chị Tường. Bây giờ em hãy nói điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe. Dạ, em thì khá là vui vẻ, hoạt bát, em hòa đồng, năng động, em biết nấu ăn, em thích trẻ con và khá là được lòng người lớn ạ. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch, em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? Em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? Cái lý do này em cũng không biết luôn. Tại vì thế là do công việc của em thì chủ yếu là tiếp xúc với nữ giới ạ. Và thời gian thì em tập trung cho công việc khá là nhiều, nên em cũng ít đi tiếp xúc. Nên là... Rồi, dạ. Ok, một lát tìm hiểu kỹ hơn ha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Dạ, em ưu điểm em là biết nấu ăn, hát hò xíu, năng động, nhiệt tình trong các công việc. Nhược điểm của em thì nhiều khi hồi hộp của em hay quên, đôi khi hơi nóng tính xíu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ có một ạ. Quen nhau bao nhiêu năm? Dạ, hồi đó thì em quen được 2 năm nhưng mà yêu xa. Xa là khoảng bao xa? Thì em đi làm Sài Gòn còn bạn gái đi học dưới quê. Dưới quê là ở đâu? Ở Bình Thuận. Trời ơi xa quá. Từ lúc mà chia tay đến bây giờ mấy năm rồi? Chắc khoảng 4 năm rồi ạ. 4 năm, rồi mời bạn gái. Dạ em cũng đã từng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì là cách đây khoảng 1 năm ạ. Do em và anh ấy có gặp nhau một lần tại Đà Nẵng, khi đấy cả hai đều đi du lịch. Sau đó thì gặp nhau về có nói chuyện, nhưng mà về sau nói chuyện thì anh ấy ở ngoài miền Bắc, anh ấy ở Hà Nội, còn em ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là cả hai không hợp nhau ấy ạ. Và hơi xa nhau nên là chúng em dừng lại cách đây được 1 năm rồi ạ. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ em muốn một người đàn ông chững chạc ạ.
có chí tiến thủ, có sự nghiệp và kinh tế ổn định một chút xíu ạ. Và ngoài ra thì em rất là ghét đàn ông chi li tính toán nhỏ nhặt đấy ạ. Dạ. Anh không chi li đâu. Em có tính toán thôi đúng không? Chi li hả? Nhưng ngoại hình em nhìn tả không được. Em thì ngoại hình thì chỉ cần chỉnh chu ạ, ưa nhìn một chút xíu là được ạ. Rồi. Không đầu hói ạ. Rồi. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn trai bên kia là sao? Dạ. Mẫu người bạn gái em thì cũng không yêu cầu cao đâu. Chỉ cần dễ nhìn, cao 1.5m trở lên được rồi ạ. Dạ, tóc dài, biết nấu ăn, thích mặc áo sơ mi. Ví dụ mà cao 1.4m được không anh? Được luôn. Nói chung là nãy giờ hai bạn nói ra thì chúng ta cảm nhận rằng hai bên cũng như là gần như đáp ứng những cái yêu cầu các bạn đưa ra. Bên đây thì cũng 80% bên bạn gái đưa ra đó. Còn bên kia không biết sao. Chào chị. Cũng cao ráo đẹp trai ha. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được em? Em dự tính khoảng 2 đến 3 năm. Mình sẽ sống làm việc ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn, lập nghiệp trong này luôn. Dạ. Vậy là hai vợ chồng mình sẽ ở riêng, không có làm dâu. Dạ. Em có phụ công việc nhà cho vợ không, những lúc vợ bận? Dạ, em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung việc nhà cái gì em làm được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hiền quá. Hiền cô này quá, bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em, kinh doanh là hiền là một chị, mà kinh doanh phải lanh lẹ. Mà đừng có giữ quá em sợ. Phải giữ mới chị được em. Rồi như vậy là hợp lý đó, bên đây cao ráo, đẹp trai, phụ việc nhà cho vợ là được rồi. Thôi anh qua thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Thử xem coi chiều cao có đúng. Em chào anh ạ. Đúng là cao, dễ thương. Dạ. Thí dụ như anh bên đây ảnh cao ráo, cũng đẹp trai, cũng có duyên. Anh đi gặp các cô gái bu xung quanh hoài vậy thì sao? Không lo ngại điều đó lắm ạ. Ừ. Tại vì em nghĩ là quan trọng là người phụ nữ mình, nếu như là mình đủ sức quyến rũ, đủ sức đến bạn nam về nhà mỗi buổi tối, thế là được rồi. Hay, cái này hay nè. Chúng ta đẹp hoài, chúng ta chăm sóc mình càng đẹp thì chồng không có bỏ đi được đâu ha. Dạ đúng rồi. Rồi, đó là một trong những cái điều mà tôi cũng rất là thích ha. Được đó, rất là xinh, dễ thương. Em thấy em thích ngay đó mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, hai em gái ruột ạ. Chị hai em ruột. Dạ vâng. Rồi bây giờ trước tiên cho gặp mẹ em trước đi nè. Dạ vâng ạ. Hai em gái ngồi kế bên xin đó chào hả? Chào em Thiên Minh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Thì tôi xin nhận xét về con gái mình trước. Hạnh là người con cả, sau là có hai em gái. Rất là chăm lo cho gia đình và biết quan tâm tới cha mẹ và em. Về nấu ăn, bếp nước thì rất là hoàn thiện. Yeah. Còn xin nhận xét bạn trai bên này thì nếu với so với người mẫu người lý tưởng của con thì cũng được 90% đấy. Thì đấy là do để cho hai đứa để cơ hội để tiến tới với nhau. Xin cảm ơn. Tốt quá, 90%. Cô có cách nào mà cô xin ba cô gái xinh quá vậy? Thưa chú Quỳnh Linh xinh nhưng mà đều ba cô đều ế cả. Ế hả? Vậy lên đây từ từ nha. Nhờ chương trình bạn mới hào chuyển giúp để nằm mối cho hai cô em luôn. Rồi, dạ. Cô kia là sinh năm mấy? Cô nhỏ nhất. Cô em út là 99, cô thứ hai là 97. Rồi, cho 97. Một ý kiến của em gái đi. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Dạ. Và xin chào các cả khán giả ở trong trường quay ạ. Em chào anh ạ. Con xin nhận xét về anh ở bên này thì thấy anh rất là hiền và thật thà, tính tình cũng vui vẻ. Ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Như con thì con thấy hai anh chị rất là hợp nhau. Rồi. Dạ. Bây giờ cho chị kế bên nói một câu đi. Chị đó cũng xinh lắm đấy. Này chị giữa đúng không? Chị giữa. Thấy anh này được không? Con thấy được ạ, tại vì cũng thấy hợp với mẫu người lý tưởng của chị con ạ. Và thấy anh cũng cao ráo và thấy cũng là một điểm tựa cho phụ nữ ấy à. Rồi, tại... 97 với 99 để chú lo nha. Đúng vậy thì con cảm ơn ạ. Rồi, chúng ta chuyển sang đàn trai đi. Là em đi với bạn thân. Bạn thân hả? Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, chào bạn gái và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Dũng, là bạn thân của Triều ạ. Triều thì là một người năng động, vui vẻ, hoạt bát thì hay làm cho mọi người cười. Thì trong công việc thì Triều rất là siêng năng và chịu khó và có ý chí vươn lên trong công việc. Đối với bạn gái bên này thì mình thấy rất là dễ thương, cao ráo, thì phù hợp với những tiêu chí mà bạn Triều đưa ra. Qua chương trình thì hy vọng thì hai bạn có thể cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Cảm ơn bạn. Rồi, ý kiến hai bên đã có rồi ha. Bây giờ là quan trọng là bản thân của hai bạn, mình cảm nhận về nhau như thế nào. Mở cửa hàng rào.
Rồi đó. Anh có món quà tặng dạ, em. Dạ, em cảm ơn. Chứ anh chờ em xíu, em có món quà tặng anh. Gái luôn mũi cao. Cảm ơn em. Rồi, bắt đầu trò chuyện các bạn. Cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên các bạn gặp nhau? Em hồi hộp. Em cũng hơi hồi hộp. Bạn rất xinh ạ. Dạ, em cảm ơn. Em với bạn gì? Xinh thì nhìn thẳng vô mặt mà nói đi. Lần đầu tiên gặp em thì khác với suy nghĩ của anh. Dạ, khác như thế nào ạ? Anh suy nghĩ đi. Suy nghĩ của anh là một người tóc dài. Nhưng em... Em tóc ngắn. Tóc ngắn. Dạ. Nhưng tóc dài, tóc ngắn cái nào xinh hơn? Dạ, tùy theo gương mặt anh. Nhưng với bạn thì tóc ngắn cũng xinh mà chắc tóc dài cũng xinh đó. Dạ, thế anh cho em hỏi một câu hỏi nha. Dạ, anh có suy nghĩ như thế nào về gia đình nhỏ của mình trong tương lai sau này? Kiểu đi làm về, được gặp vợ. Đi làm về mệt mỏi, vợ chỉ cần cười thôi. Là mọi... Mệt không, sẽ xóa không, đi hết. Không nấu cơm cũng được anh, không ăn cơm cũng được. Nấu cơm anh nấu được mà. Anh chỉ anh nói chỉ cần cười thôi. Chung là nếu mà đi làm về muộn quá thì tất cả cứ để cho anh. Dạ. Tiếp đi, sau này đó. Kinh tế trong gia đình ai quản lý, con cái thì sao? Kinh tế chắc để vợ quản lý, nhưng mỗi ngày chi em một khoản nào đấy để em đi lại. Một khoản là bao nhiêu ạ? Thì tùy theo ngày đó công việc cần những gì. Dạ. Anh có chắc là anh không chi ly tính toán nhỏ nhặt đúng không ạ? Anh thì không. Anh có cầm ràm không ạ? Không. Thôi bây giờ hát bài đi, mọi người hát bài cho nó không khí lên đi. Thấy hơi căng thẳng rồi đó. Hình như là bạn trai thấy cô gái xinh quá bối rối. Vâng, em xin phép tặng mọi người một đoạn trong một bài. Hát tặng cô gái kìa, cái người đối diện em mới quan trọng kìa. Tặng em một bài. Nhìn thẳng mắt cô gái mà hát nha. Đừng quên lời bài Nắm lấy tay anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng nghe từng nhịp tim em, nắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái, đáp lại đi em. Dạ, thế em xin hát một đoạn tặng anh cùng tất cả mọi người ạ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, dịu dàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Rồi, để tay nút bấm. Còn việc bấm hay không là do trái tim các bạn mách bảo. Hãy nghe nhịp đập trái tim của mình. Hãy bấm theo nhịp đập đấy. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Trước mặt ba mẹ, gia đình và thậm chí là hàng triệu khán giả đang xem. Không dối lòng mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bấm hơi trễ nha. Nó không có vô anh. À? Nó không có vô. Có vô hả? Nắm tay đi. Đó. Xin phép. Nói đi. Nói bác gì đi. À, bác cho con xin phép hôn em Hạnh một cái. Thôi chứ bây giờ là khó chàng trai ha. Để xem bản lĩnh của anh tới đâu thôi. Chứ đây mà người nhút nhát dễ thương lắm. Rất là chân thành. Nhiều khi ta nói hoa mỹ quá cũng không tốt đâu. Em gái ha. Anh nghĩ rằng một cái sự năng động của cô gái cùng với một sự chân thành của em sẽ kết hợp tạo nên một cái trái tim trọn vẹn, một tình yêu trọn vẹn nha. Nhớ chăm sóc lẫn nhau nha. Tìm hiểu nhau để yêu nhau nhiều hơn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có những cuộc xem phim thật là hạnh phúc. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang, nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi. Ủa. Trời ơi.
nghe gì không? Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung. Hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương chị ạ. Rồi. Mời em dạ. Gái giới thiệu. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ở ngoài lấy Việt Nam. Cái chuyện nó không sao cả, vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á, nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình dạ. Chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, dạ, hỏi thì... luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức, đó là từ thời em học cấp 3, là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em là không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Đúng mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh. Dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ phải là... em lấy ông chồng nó về. Xong rồi á, lúc đầu chưa hói. Về em đi, ông quá thời gian, con cái, cơ máu, gạo, tiền. Ông suy nghĩ của ông, hỏi ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương đúng người rồi. Đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ, cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi, bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nó nếu như dạ. Mà trường hợp mà ví dụ lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu dạ. Miễn có công việc làm, dạ, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy tôi yên tâm. Dạ chào chị. Rồi chào em. Bên dạ. Đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng
muốn đi chơi thì phải nói rõ như mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe, khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ. Tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Và ghen đúng nha, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt người mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À thì dạ. Tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ, nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quỳnh Linh. Chào, em. Chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi, chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Chào dạ, em. Chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính. Có một số nhược điểm cũng giống như anh. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong nó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không dạ. Không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta kêu tìm cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao ông hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Dạ. Nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi thế em cảm nhận chị? Em, chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi. Dạ em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó, bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu,
dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh rằng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Về cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt, em cũng rất là thích. Em hy vọng á là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được, mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói lên ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay nói quá. Vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu gì hay lắm rồi. Để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tay nghe. Ủa? Rồi em đeo nghe, em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Những chiếc vé xem phim để dành cho các bạn đến cùng đập Cinebox 212 để chiến thắng để xem phim nha và tìm hiểu nhau. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu, bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Nào ta bấm 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 bấm, nào ta yêu 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 và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quyền Linh. Và chị Cát Tường, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. Mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. À, làm ở phòng khám là em làm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương, làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ em sinh năm 91 ạ. 91 bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Dạ. Rồi em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm hả? Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm. Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn manh hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời, có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính.
Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa, làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi, cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái, nhiều có mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình ạ. Nhát gái cũng được hai mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ, cũng hơn một năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một mà thời gian thì mình không có hợp nhau. Em nhát gái là làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ? À. Chứ thực tế bên ngoài thì... coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ, ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử rồi. Xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Bên đây tình trường mình sao em gái? Dạ, tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Dạ. Rồi em quen, đếm người được quen 100 ngày, đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ, em giống như là có cái, không biết sao á, mà em quen ai, ba người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái huyền, ta nói có cái huyền đó ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn hả? Vâng ạ. Dạ, bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi, mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể... em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ, quá được ạ. Được. Rồi, gì nữa? À, em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em á là vẻ đẹp nó phải toát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi... ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà... con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc, cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính ạ. Còn à, những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy người ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi. Là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À, à nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm. À, cứ, mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn. Mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai cũng được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Chứ chờ chú. Con cũng hơi không tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi nha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây hiền lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần, một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba phải bờ luôn. Lần đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi, bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra. Thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ ạ. Sửa. Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài là em sẽ cưới. Liên quan gì? À, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. À. Nên để tóc dài cho nó
bới lên cho nó xinh. Thí dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Và em không đồng ý. Hồi nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À, mình có đội tóc dài không được? Trời ơi, chừng nào đám cưới được em? Dạ, em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm cũng được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế bây nào giờ được ạ? À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau chị. Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe cô được, cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi, hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. À, rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Dạ. Cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là độ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ, nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. À, hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào bạn Nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn Nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi, không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chưa có. Ngát mà, không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. À? Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là Bắp Đăng Bơ, một đứa là Coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À, vậy cũng được. Đặt trà, trà sữa hả? Nhưng mà nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp vô mới cái là em có hay vào thành phố ha? Em ở khúc nào vậy? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay Đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ chị An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần giữa tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở? Thấy cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh. Còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả nhường em. Anh thấy thì sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À, có rung gì chưa? À, có rung em thấy cũng được hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con, đặt tên con luôn rồi. Choáng quá. À, tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có á. Em nghĩ à, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không. Không có vé đâu xem phim. Ờ, có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Ô, hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng.
miệng em nhạt lắm hả em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày xưa có một chuyện tình. Ý nghĩa là cho cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Rồi. Dễ hả? Nào ta cùng bấm 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 bấm. Ta cùng yêu 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 yêu. Ta cùng cười 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 cười. Đơn giản vậy. Bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi. Cổ em thích lãng mạn lắm. Cổ đọc chuyện không, này kia không thương. À anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt bấm, bấm, bấm nha hai bạn đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha. Chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Một, hai, ba. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? Thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm cô cá, Phạm bắp răng bơ. Đây là những vết phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nè. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc.